Thôi vô đây con. Anh hai đâu? Đẹp quá. Chú đã chưa? Có hồ bơi riêng nè. Đứng chạy mắt không ngồi giữa cửa thế này. Thuê cái phòng gì bự dữ dằn vậy? Mình xuống con. Mất mũi con này. Thích ông Nguyên. Phòng view biển. Phòng tên là bi nó vô trong. Bi nó vô trong anh. Này là vô trong khu phố cổ rồi đó Win. Không. Không. Phố cổ Hội An ngày 29 Tết. Nó muốn tràn lên luôn á. Chuẩn bị thả hoa đăng nha. Đăng rồi con. Con muốn màu cam trời. Rồi con xuống đi. Màu cam nè, đây.
chừng nó cháy nha, cẩn thận nha. Cẩn thận nè, nó ngã xuống là cháy. Từ từ bình tĩnh, ngồi xuống đi. Dạ, cảm ơn. Con ngồi xuống cái đã. Hiếu chào con nè. Dạ, cảm ơn. Chú chụp cho cả nhà một con. Ủa, ai chưa có? Quýnh nè, bay nè. Đây, cái của Nguyên kìa, nó đang của Nguyên xe kìa. Cây cực rút cái bầu con rút cả tập ra. Ủa bây giờ trúng số thì là lãnh ở đâu? Ủa cái này giống kìa xuyên vương. Đi đây đi lại. Này phát đi phát đi cho ba. Ông ngồi đó rồi, đi vô nó ngồi đó bắt. Nhìn sao biết có trúng? Đây nè, phải vái giò này. À vậy em giò cho bằng bon đi. 54. Vậy con bé thích với số rồi đi về. Có trúng số nào không? Đâu chơi con bắn bốc đợt trời 56 54. Vàng chở mẹ đi dạo ở khách sạn nè, bằng xe đạp nè. Đậu xe tay sao vô mà 3 triệu. Rồi cho mẹ xuống đi rồi con đậu. Con đẹp vô đậu đi. Con đẹp vô đậu đi. Hey. Sao con xuống đi với hai đứa, hai đạp xe đã không? Chở gì nổi. Nãy nó chở em đó, nãy Quyên chở em đó. Ông đẹp cái đấy trong. Xe quá thấp được rồi 1 2 3 ném. Thank you.
xe.